Rồi hôm nay anh em mình có mổ sót quay xe hay là vũ chó hay là ông vũ trần này bé Khoa. Rồi hôm nay mình sẽ xài Action 5 Pro quay một vài shot trên xe, thì có thêm đồ chơi mới ha, một cái arm của Move Max. Tất nhiên là mình sẽ vào khuôn viên một cái nội khu nào đó để mà chạy ha, chạy vậy công an bắt chết. Ok, let's go. Thì cái buổi quay hồi sáng mình cũng làm xong rồi, được khoảng 3 shot này, tại vì trời khá là mưa. Bây giờ đầu cổ dài quá, cắt tóc cái. Và mình cũng muốn cảm ơn VJ Shop, đơn vị đã cho mình mượn cái sản phẩm này để thực hiện bài viết và gửi tới anh em. Dành cho anh em muốn tham khảo thêm thì mình có đặt một cái link ở trong bài viết để anh em có thể xem về giá bán cũng như một số những thông tin thêm. Rồi, sau cái buổi quay xe hồi sáng cũng như là mình vừa đi hớt tóc, có một vài đoạn mình quay thực tế cho anh em xem nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây để nói về DJI Action 5 Pro. Pro level của DJI là cái gì? Cùng vào video nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói một số những cái thông tin chung về cái sản phẩm này để anh em có thể nắm cấu hình của nó cũng như những cái điểm đáng chú ý ngay đầu video. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái đời máy là DJI Action 5 Pro. Đây là một chiếc Action Cam của DJI và nó có cảm biến kích thước như cũ thôi, là 1/1.3 inch, và có cái độ phân giải hình ảnh là 40 megapixel, cùng với đó là khả năng quay 4K 120 frame D-Log M10 bit. Đó là cái chuẩn quay cao nhất mà nó có thể quay. Cùng với đó là chúng ta có thể nhiều tính năng hay ho mà mình sẽ test ở phía sau video, giống như là chúng ta có thể kết nối được với lại DJI Mic 2, hai mic cùng lúc. Đây là một cái điểm mới. Cái đời 4 là chúng ta chỉ kết nối được một mic thôi. Cùng với đó chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 48GB. Đây là một cái bộ nhớ nó vừa đủ để mình không cần phải gắn thẻ nhớ trong một vài những cái shot quay, nó tương đối là vừa phải thôi. Và chúng ta cũng có khe thẻ nhớ và mình đang gắn một cái 128GB, và nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu test cái máy này thời gian vừa qua của mình. Bên cạnh đó, DJI Action 5 Pro sẽ có hai màn hình phía trước và phía sau. Đây là màn hình OLED cho nên nó có cái độ hiển thị màu đen rất là đẹp, và đặc biệt là độ sáng rất là cao. Khi mà anh em sử dụng ở bên ngoài, chúng ta vẫn có thể review được cái màn hình bằng cái màn hình này, đó là tuyệt vời. Như anh em có thể thấy là có một cái điểm mới ha, nó hiển thị cái thời gian còn lại có thể quay. Thì đây là tính năng Always On, màn hình luôn sáng. Một tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về cái tính năng này. Cuối cùng là thời gian sử dụng pin. Theo như DJI công bố là có thể quay lên tới 4 tiếng. Và điều kiện test là quay Full HD cùng với đó là ở nhiệt độ 25 độ C. Về thời lượng pin mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau video. Thì nói gì thì nói, Action 5 Pro vẫn là một cái camera, và cái quan trọng nhất của nó vẫn là cái chất lượng hình ảnh. Đầu tiên là mình ấn tượng với cái D-Log M10 bit, và hoàn toàn trong cái video này mình sử dụng cái chất lượng hình ảnh đó để có thể quay được những cái thước phim vừa rồi mà anh em xem. Về cơ bản, DJI Action 5 Pro được trang bị một con chip mới, một cái cảm biến mới, mặc dù có cùng kích thước nhưng cảm biến nó tốt hơn rất là nhiều, nó cho mình cái không gian màu nó tốt hơn. Cùng với đó là cái chất lượng hình ảnh. Anh em có thể thấy là những cái shot quay ở trong cái điều kiện nó không phải là lý tưởng nhất. Chúng ta không có nhiều nắng, chúng ta không có những cái điều kiện ánh sáng xuyên làm cho khung hình trông lung linh hơn, trong cine hơn. Nó hơi mù mù, nhưng mình vẫn có được những footage khá là trong trẻo, và cái chất lượng hình ảnh và cái độ nét nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình ở trong cái shot quay đó. Cùng với đó là một số những cái shot quay mình chạy xe vào ban đêm, ánh sáng đèn đường, cùng với cái việc là mình đi ăn, một vài cái footage là mình quay món ăn, mình quay trong lúc mình ăn. Anh em có thể thấy là mặc dù ở trong cái điều kiện ánh sáng rất yếu, chỉ là một cái bóng đèn nhỏ ở trong một cái quán cơm mình ngồi ăn thôi, nhưng cái độ noise nó rất là thấp, và anh em gần như là mình không có xử lý gì cái noise đó hết. Mình chỉ delock cái delock này, mình có color grading một chút xíu, còn lại về noise là mình để cho anh em có thể tự cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh. Phải nói rằng mình khá là ấn tượng về Action 5 Pro ở cái khoảng quay đêm so với lại người tiền nhiệm của nó là DJI Action 4.
mình không thích cái shadow trong điều kiện ánh sáng yếu của Action 4 lắm. Nó khá là nhiều những cái thứ mình có thể thấy được. Nhưng với Action 5 Pro, Pro Level, Pro Chip, chúng ta có nhiều thứ hơn để mà nói. Còn về cái khả năng quay mà khi không quay D-Log M thì có một số footage mình cũng có quay bằng cái chế độ này. Thì mình thường quay sẽ ở một 4K 120 frame để thử một số những cái action nó slow-mo một chút xíu. Slow-mo sẽ luôn làm cho video của anh em thú vị hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn thích D-Log M trên Action 5 Pro hơn là Red 709, bởi vì mình sẽ có một chút xíu dynamic range nó rộng hơn, mình có nhiều không gian hơn để mà làm hậu kỳ. Còn đối với những anh em mà anh em quay xong muốn tối giản khâu edit thì có thể quay Red 709 để mà edit xong rồi chia sẻ nhanh lên nhiều nền tảng khác nhau. Phải nói rằng trong cái update lần này, Pro Level, chúng ta có một cái cảm biến mới, có một cái con chip mới ở trong Action 5 Pro. Mình quay thiếu sáng tốt hơn, nhưng có một cái nó làm mình tăng cái trải nghiệm rất là nhiều. Đó là về phần màn hình cũng như là cái tốc độ phản hồi của Action 5 Pro. Trong suốt quá trình mình quay phim, trong suốt quá trình mình thực hiện cái bài viết này, chưa một lần mình bị quá nhiệt. Kể cả trong cái trường hợp mình test pin, mình test cho cái Action 5 Pro nó quay 4K 60 frame liên tục đến khi nào hết pin thì thôi, thì trong suốt quá trình đó hơn 2 tiếng đồng hồ không bị quá nhiệt. Đây là một cái tín hiệu cực kỳ mừng cho những cái bạn mà muốn sử dụng Action 5 Pro để làm vlog, để làm những shot quay rất là dài trong nguyên một ngày. Cùng với đó là cái tốc độ phản hồi của máy cực kỳ nhanh. Ví dụ như mình có những cái cài đặt này ha, quất qua quất lại nè. Đó, nó phản hồi cực kỳ là nhanh. Nó cho mình cái sự linh động rất nhiều trong lúc mà mình setting. Thì ở những cái đời trước không phải là nó quá chậm, nhưng nó vẫn có một cái độ delay để mình có thể cảm nhận được. Thì đối với Action 5 Pro, đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trên một cái chiếc camera nó bé tí như thế này thôi. Những cái chiếc camera lớn chúng ta có nhiều không gian hơn, chúng ta có nhiều cái cách để mà set up cái bo mạch, để set up rất là nhiều linh kiện bên trong. Nhưng đối với một cái body nhỏ như thế này thì việc tính toán, việc làm sao cho nó vừa mạnh mẽ, vừa đáp ứng được cái nhiệt độ, vừa đáp ứng được cái chất lượng hình ảnh, đây là một cái, phải nói là một cải tiến rất là đáng giá trên Action 5 Pro. Mình có nói Action 5 Pro là một chiếc Action Cam. Action ở trong đi ra Action 5 Pro, đúng rồi, đúng không? Nhưng mà nếu như anh em muốn sử dụng nó như là một cái camera vlog thì cũng được thôi. Tại vì mình có thực hiện một cái shot đi dạo quanh, đi chơi, ăn uống, đi hớt tóc, đi quay cùng anh em thì nó vẫn đáp ứng được. Vậy tại sao nên sử dụng Action 5 Pro để quay vlog? Tại vì nó nồi đồng cối đá một cái chiếc camera mà anh em không phải sợ nó bị hư tổn. Chúng ta có một cái vòng bảo vệ bên ngoài ha. Đây, gỡ cái đế 500 ra. Đây là một cái vòng bảo vệ bên ngoài. Thì chúng ta có cái máy bên trong. Bản thân cái máy đã là một cái Action Cam, đã có khả năng chống sốc, đã có rất là nhiều công nghệ bảo vệ bên trong. Cùng với đó mình có một cái cover bên ngoài, mình làm rất khá nhiều ha, trầy trụa hết rồi. Không biết là mình có phải đền cái máy này không. Nếu như anh em có cái nhu cầu về chất lượng hình ảnh cao, về cái sự ổn định nhiều, thì anh em có thể chọn Osmo Pocket 3. Một cái chiếc camera vlog thật thụ. Nhưng mà bởi vì sao? Chúng ta có cụm gimbal ở đây, chúng ta không có sự chống nước đó, cho nên Pocket 3 sẽ trở nên khá là yếu đuối khi mà anh em quay ở những cái điều kiện nó hạt to hơn, quay ở trong những cái khu vực nhiều mưa, sa mạc này nọ đó. Thì đây là lúc anh em cần một cái Action Cam để có thể thay thế nó. Giới hạn của một cái Action Cam là dễ bị quá nhiệt và không có cái thời lượng pin dài. Nhưng mà đối với Action 5 Pro thì không quá nhiệt ha. Rồi cái pin thì sao? Tiện đây mình nói về cái phần pin luôn. Mình đã có một cái bài test là mình để cục pin đầy, sau đó là mình cho quay 4K 60 frame liên tục đến khi nào hết pin thì thôi. Mình có gắn thẻ 128GB và bộ nhớ trong 48GB thì nó không hết thẻ ha. Nó quay liên tục được lên đến 120 phút hơn. Mình không có con số chính xác tại vì nó là 80 mấy phút cộng với 3 mấy phút á. Đó, theo như nhà sản xuất công bố là lên tới 4 tiếng nhưng mà họ quay ở Full HD. Còn nếu như anh em sử dụng 4K 60 frame thì nó sẽ được 2 tiếng hơn liên tục. Đồng nghĩa với cái việc là nếu như anh em sử dụng nó để quay vlog thì với một cục pin anh em có thể quay gần như là cả ngày. 2 tiếng đồng hồ, 4K 60 frame là rất nhiều anh em. Và bên cạnh đó chúng ta chưa hết ha. Thì nếu như anh em mua phiên bản combo,
chúng ta sẽ có một cái hộp sạc giống như thế này, có thể chứa được 3 pin. Thì khi mà anh em đang sử dụng một pin ở đây thì cùng lúc đó anh em có thể cắm USB-C để sạc cho cái hộp này, pin sẽ luôn đầy. Và câu chuyện về pin để anh em quay vlog với DJI Action 5 Pro không còn cái trở ngại nào nữa. Pin, bộ nhớ trong, khả năng chống sốc. Thì bây giờ cái cuối cùng để mình có thể thực hiện vlog bằng Action 5 Pro là cái gì? Đó là bộ mic. DJI Action 5 Pro sẽ có khả năng kết nối cùng lúc với hai mic DJI Mic 2. Có nghĩa là anh em có thể vừa quay chính bản thân anh em selfie, vừa có thể giao tiếp với một người kế bên nữa. Thì bây giờ mình sẽ demo cho anh em xem là kết nối DJI Mic vào trong đây nó như thế nào, để anh em có thể hình dung và biết cách sử dụng. Rồi, đây là DJI Mic 2 ha. Và trong rất là nhiều cảnh quay mình sử dụng DJI Mic 2 để ghi âm thì có thể tiếng nó sẽ hơi nhỏ một chút xíu do mình đặt cái mic nó hơi xa. Nhưng mà quan trọng là anh em có được hai mic cùng lúc. Thì bây giờ mình sẽ kết nối thử cho anh em xem. Chúng ta phải vào phần setting, sẽ có cái mục là wireless mic. Đó, thì bây giờ mình sẽ pairing thử. Bây giờ mình pairing thử một mic này. Thì khi mà đọc cái hướng dẫn nè, press and hold record button, đây cái nút này, press and hold. Khi mà nó lên màu xanh dương nè, thì bắt đầu mình press and hold cái này. Đó, wireless mic connect. Confirm. Alo alo 1 2 3 4. Alo alo. Và hay ở chỗ là cái màn hình nó sẽ có một cái thanh audio level ở đây luôn. Anh em có thể tiện theo dõi. Hình như là DJI Mic 4 cũng có cái thanh này. Đó. Thì anh em có thể kết nối hai mic cùng lúc. Tương tự như vậy với lại TX2. Chưa hết đâu anh em. Trên Action 5 Pro nó còn có một tính năng mới. Đó là Subject Tracking. Dễ hình dung á, thì có nghĩa là khi mà mình set up camera, mình để một chỗ như thế này, và trong khung hình máy sẽ tự động framing mình nằm ở center của khung hình, và mình có thể hoạt động ở phía sau lưng. Máy sẽ luôn follow theo mình bằng digital, anh em lưu ý ha. Thì đấy là một cái tính năng rảnh tay khi mà anh em muốn setup để làm một cái gì đó không phải ban qua ban lại. Thì nếu như anh em sử dụng Pocket 3, chúng ta sẽ có cái tracking bằng gimbal. Thì Action 5 Pro chúng ta vẫn có tracking tương tự như vậy, nhưng sẽ bằng digital. Và chắc chắn rồi, một phần nào đó độ phân giải sẽ thấp hơn, nhưng đây là một cái tính năng mở rộng thêm để anh em có cái khả năng linh hoạt trong những cái shot quay của anh em. Ok, thì đây là hình ảnh từ tính năng Subject Tracking. Anh em có thể thấy là mình đang đứng ở giữa nè, thì khung hình nó sẽ tự động detect mình đang ở đâu trong khung hình, và bây giờ nó follow theo. Đó, mình đi bên đây nó sẽ tự động nó framing, nó đưa cái khung hình qua bên kia. Thì ví dụ như anh em đang làm một cái gì đó, vì mình giờ hướng dẫn chụp hình đi. Ok, rồi đổi góc qua bên đây. Ok, 1, 2, 3. That's it. Có nghĩa là anh em sẽ có một cái chế độ rảnh tay để cái máy ở trong cái scene, và mình sẽ di chuyển để máy tự framing center mình. Thì đây là một trong những cái tính năng mà những cái chiếc máy hiện đại gần đây phải có để phục vụ cho những cái content creator. Và mình nói thêm rằng là âm thanh hiện tại đang được thu từ DJI Mic 2 và ghi vào trong Action 5 Pro. Anh em có thể thấy là nó hoàn toàn tiện lợi ha. Chỉ cần bật máy lên để trên bàn và chúng ta có thể thao tác. Ok, tóm lại DJI Action 5 Pro anh em có thể vừa sử dụng nó như một cái camera vlog cùng với một cái gậy selfie như thế này, rất là tiện dụng. Mở ngàm ra, gắn qua bên ngàm này, thì nó sẽ biến thành một cái action camera. Anh em có thể mount nó lên rất là nhiều chỗ khác nhau, giống như là mình có sử dụng để quay cái shot xe hơi cùng với thầy Tùng. Rất là nhiều cái thứ để mà tận dụng ở trên cái chiếc máy này. Anh em sẽ phải mất một khoảng thời gian để mà học tận dụng hết những cái tính năng của DJI Action 5 Pro. Tóm lại, chúng ta sẽ có gì ở trên Action 5 Pro? Đầu tiên, chúng ta có một thời lượng pin rất là xuất sắc. Sử dụng quay 4K 60 frame liên tục, đi lock M nha. Đây là một chuẩn rất là nặng, 10 bit suốt
2 tiếng đồng hồ. Cùng với đó chúng ta một cái màn hình rất là sắc nét, màn hình OLED, anh em có cái độ sáng rất là sáng để mình có thể hoạt động ở bên ngoài trời. Cùng với đó nữa là chúng ta có một cái chất lượng hình ảnh cực kỳ tuyệt vời, được nâng cấp rất nhiều. Pro Level, DJI Pro Level, chip mới cùng với cảm biến mới, chúng ta có thể có khả năng, chúng ta có khả năng quay thiếu sáng tốt hơn rất nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Thứ tư là chúng ta có thể kết nối hai DJI mic cùng lúc, có thể quay hai người cùng giao tiếp với nhau trong cùng một khung hình. Đó là một cái mở rộng, là cái giới hạn trước đó của DJI Action 4. Cuối cùng, thứ năm, chúng ta có màn hình luôn sáng. Đây là một cái tính năng mình rất thích luôn. Thay vì trước đó chúng ta chỉ có màn hình sleep hoặc là màn hình sáng, mình không theo dõi được cái đồng hồ có đang quay hay không hay như nào đó, hoặc là nó có một cái đèn màu đỏ rất là gây chú ý, thì bây giờ mình có thể setup là bấm quay và trong 5 giây tiếp theo nó sẽ tối màn hình xuống. Cùng với đó là mình có một cái điểm nhỏ nhỏ trên màn hình để theo dõi cái máy nó hoạt động hay không. Đây là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Mình không bị chú ý nữa khi mà mình giơ máy lên, khi mình gắn nó lên trên nón bảo hiểm, khi mình gắn nó lên xe hoặc là làm cái gì đó, nó không sáng màn hình lên, ít chú ý hơn. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái màn hình luôn sáng ha. Bây giờ mình sẽ vào phần setting. Thì ở dưới nó sẽ có một là on sway on display. Rồi, mình sẽ bật nó lên. Và cái style có nghĩa là khi mà màn hình luôn sáng nó hiện lên thì cái hiển thị này sẽ là cái gì. Thì mình thường sẽ muốn ít sự chú ý nhất, cho nên mình sẽ để cái màn hình này đó. Còn anh em có thể để thêm cái này nữa, một cái dấu chấm đỏ, tại vì mình không muốn xuất hiện màu đỏ đó, để cái này ha. Rồi bên cạnh đó là anh em setup xem là bao nhiêu giây thì nó sẽ hiển thị cái màn hình này. Thì ở đây mình sẽ có cái mục là screen up when red, là mình thường sẽ để 3 giây hoặc là 30 giây hoặc là mình để 10 phút. Nếu như mà anh em quay vlog á, anh em quay một cái sụt dài mà đang quay nhiều cảnh á, anh em có thể để thời gian nó dài ra. Còn mình thì muốn là vừa bấm quay là nó tối màn hình lại để ít gây sự chú ý nhất, mình để 3 giây thôi. Đó, đây là tính năng màn hình luôn sáng. Ok, thì đó là rất là nhiều những cái trải nghiệm của mình đối với DJI Action 5 Pro, Pro Level. Theo dõi mình để có nhiều bài viết hay nha. Hãy để lại bình luận nếu như anh em có những ý kiến liên quan đến sản phẩm cũng như là những cái góp ý đối với mình. Xin chào và hẹn gặp lại.